Sáng nay 7 tháng 8, thì xã An Bình, huyện Phú Giáo tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Nhân dân tỉnh Bình Dương công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Là địa phương vùng xa của tỉnh, nhưng xã An Bình luôn phát huy tốt tiềm năng và sự đầu tư của tỉnh trong xây dựng nông thôn mới nâng cao để đưa địa phương không ngừng phát triển. Hòa mình cùng sự phát triển của huyện Phú Giáo, xã An Bình có bước tiến đáng kể từ xây dựng nông thôn mới nâng cao. Kinh tế địa phương phát triển theo hướng nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Mỗi năm đời sống nhân dân tiếp tục được nâng cao, hiện thu nhập bình quân đầu người đạt trên 80 triệu đồng một người một năm. Yếu tố tạo nên sức mạnh tổng hợp trong xây dựng nông thôn mới ở An Bình là việc huy động các nguồn lực cùng thực hiện mục tiêu chung. Giai đoạn 2020-2023, tổng nguồn vốn huy động xây dựng nông thôn mới gần 182 tỷ đồng. Ngoài ngân sách huyện, xã, vốn tín dụng, vốn doanh nghiệp, địa phương còn huy động vốn đóng góp trong nhân dân hơn 62 tỷ đồng, chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao. Các nguồn vốn được triển khai đầu tư nhiều chương trình thiết thực, nổi bật là hệ thống hạ tầng nông thôn. Hiện An Bình có 22 tuyến đường xã được bê tông hóa, nhựa hóa, đường trục ấp, liên ấp có 58 tuyến, đường ngõ xóm có 196 tuyến được nhựa hóa, bê tông hóa, đảm bảo sáng, xanh, sạch, đẹp. Nét nổi bật trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương còn có sự nhiệt tình trong phong trào thi đua xây dựng tuyến đường hoa, tuyến đường kiểu mẫu của nhân dân các ấp. Bà con ấp đồng tâm cùng cán bộ như thế là đoàn kết như thế là xây dựng và đường tuyến đường hoa, dọn cỏ thì trồng cây, trồng rậm để cho tuyến đường hoa thành đẹp. Trong xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân là yếu tố được xã đặt lên hàng đầu. Từ việc đầu tư hạ tầng hoàn thiện, người dân thuận lợi hơn trong sản xuất nông nghiệp. Cùng với cao su, tiêu, cây ăn trái, sản xuất nông nghiệp ở An Bình còn tạo điểm nhấn từ mô hình trồng dưa lưới ứng dụng công nghệ cao. Trên địa bàn có Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Kim Long trồng dưa lưới với diện tích 18 hectare, là nơi liên kết, chuyển giao công nghệ sản xuất cho nhiều nông dân trồng dưa lưới, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Mô hình dưa lưới này thì cái kinh tế là nó cũng rất hiệu quả, thu nhập thì nó cũng nhanh. Thương mại dịch vụ Hòa Minh phát triển. Trên địa bàn xã có chợ An Bình, 522 cửa hàng, cửa hiệu, điểm bán hàng đang hoạt động, cùng các cửa hàng bách hóa đáp ứng nhu cầu mua sắm hàng hóa của người dân. Hệ thống cấp nước sạch nông thôn không ngừng được đầu tư mở rộng, đảm bảo nhu cầu sử dụng nước sạch của các hộ gia đình. Nước sạch thì rất an tâm, ví dụ là tất cả các thứ là ăn uống rồi là sử dụng hàng ngày là đều bằng nước sạch hết. Mọi thuận lợi trong phát triển kinh tế, đời sống nhân dân bắt nguồn từ cải cách thủ tục hành chính. Do đó, trong thực hiện hành chính công, địa phương chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân trong giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa. Nhân viên của một cửa nhận hồ sơ thì nhanh chóng, rồi tạo điều kiện hướng dẫn thì cho bản thân tôi là cách thức để kê khai các cái hồ sơ. Huy động sức dân để mà thực hiện nông thôn mới nâng cao thì trước hết thì công tác tuyên truyền là vẫn phải đặt lên hàng đầu. Để dân nhận thức, nhận thấy rõ cái vấn đề mà xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ của chính trị quan trọng, nhà nước và dân cùng làm, thì từ đó mình mới quy động được cái sức dân để mà thực hiện các nhiệm vụ của nông thôn mới. Với sự đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, sự đồng thuận cao của nhân dân là yếu tố hợp thành để An Bình đạt nông thôn mới nâng cao, đưa diện mạo địa phương ngày thêm rực rỡ.